Alo. Hôm nay chúng ta kinh số 200, các vị là không cho số kinh 233. Dạ, 233, 232, 233. Nội dung kinh này á, là có một cái dư luận sai lạc về Đức Phật là do tam sao thất bổn, do tam sao thất bổn. Người này nghe ba mớ kể lại người kia, theo cái cách của Việt Nam đó, tức là nghe chuyện gì cũng nghe một nửa, hiểu một phần tư và kể lại thôi. Cái phong cách này nó không riêng gì dân Việt Nam mà nó cũng đã nó đã từng tồn tại trên thế giới này từ nhiều ngàn năm trước. Cho nên là nó có cái chuyện là một cái ông Bà La Môn đến gặp Phật. Ông nói rằng đó là ông từng nghe có người nói như vậy nè, là Đức Thế Tôn là phủ nhận cái vấn đề là nghiệp báo thiện ác. Các vị tưởng tượng chuyện như vậy đó mà cũng có xảy ra nha, chuyện đến với nước này đó mà cũng có thể xảy ra, tức là một người như Đức Thế Tôn đó mà vẫn còn bị người ta đồn thổi một cách sai lầm như vậy. Ông nói rằng đó là có người nói với ổng đó, cái ông Bà La Môn, ông nói có người nói với ổng đó là Đức Thế Tôn phủ nhận cái vấn đề nghiệp báo thiện ác, có nghĩa là không có thiện hay ác gì hết, cứ làm thoải mái thẳng cánh, không có để lại một cái quả báo gì hết nha. Thì Đức Phật ngài xác nhận rằng ngài chưa từng gặp cái người mà có cái tên như vậy, thì nói gì là người có cái câu nói như vậy cho cái người đó. Và ngài nói rằng chính ngài đó là cái người vẫn thường nói về bốn cái loại nghiệp sau đây đó, đó là nghiệp thiện cho quả vui, nghiệp ác cho quả khổ, rồi vừa thiện vừa ác thì cho quả vừa khổ vừa vui. Rồi có một cái trường hợp thứ tư nữa đó là cái nghiệp vô lậu, có nghĩa là cũng là nghiệp thiện nhưng mà được thực hiện với cái lý tưởng chấm dứt thiện ác buồn vui, thì trường hợp thứ tư này được xem là cái nghiệp là không trắng không đen. Sẵn ở đây tôi nhắc lại một chuyện hôm qua, khi mà tôi kết thúc bài giảng xong thì chúng tôi nhận được một số tin nhắn bà con hỏi tôi, vậy chỉ có thể cho họ một vài cái trích dẫn mang cái tính truyền thống nha, một vài cái trích dẫn mang cái tính truyền thống nguyên văn của họ đó, về cái sự giải thoát của thánh nhân. Vì chỉ mới nghe chúng tôi mô tả tu để bỏ cái gì đó, không phải để được cái gì đó. Thì sẵn chúng tôi nói luôn bà con làm ơn nha, tôi hỏi trong rung có thì bà con nói có giùm. Trong rung bà con có đọc một số cái đoạn mà rất là phổ biến, thí dụ như này các tỳ kheo, những gì mà bậc đạo sư, một người thầy mà vì lòng bi mẫn làm cho các đệ tử thì ta cũng đã làm hết cho các ngươi. Đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng, hãy tinh tấn thiền định, chớ có để mình sau này phải hối tiếc. Cái đoạn này là được Đức Phật nhắc tới nhắc lui không biết là bao nhiêu lần. Và cái đoạn thứ hai, khi mà ngài mô tả về cái vị thánh A-la-hán, ngài mô tả thế này: chuyện nên làm đã làm, Kattakaraniyo, phạm hạnh đã thành. Có không ta, bà con có thấy cái này không ta? Là Vusitava. Có, tôi nhớ có cái này nha. Rồi cái gì nữa ta? Gánh nặng đã đặt xuống đó, tôi nhớ hình như nha, hình như có cái đoạn kinh này đó, đã đặt xuống đó.
gọi là Ohita Bharo đây đó. Thì khi mà ngài mô tả về cái quả vị la hán, mình thấy toàn là buông sạch sành sanh, không có nói gì về cái chuyện mà vị đó được cái gì hết, toàn là bỏ không mà nha. Chuyện nên làm đã làm, có nghĩa là cái chuyện cũ đó là kết thúc rồi, rồi gánh nặng đã đặt xuống, chưa hết còn cái này nữa. Cái người vượt biên á, trước hết á, phải nhắm đến cái việc lìa bỏ một cái nơi chốn, còn chuyện nơi sẽ đến ra sao đó thì trước mắt họ không nghĩ đến nhiều. Có đúng vậy không? Trong trong ai từ Điện Biên thì biết cái chuyện mà họ đặt chân xuống tàu là cái chuyện đầu tiên, là họ lìa bỏ cái xứ sở này trước cả đây nha. Chứ còn cái chuyện mà họ đi qua bên trại tị nạn rồi họ được ai vớt bà cố tôi cũng không biết nữa, tôi nói thiệt là ra tới hải phận quốc tế rồi Nhật vớt, Đức, Pháp, Ý, Anh, Tây Ban Nha, Mỹ, Canada, Úc, Bồ Đào Nha, Hy Lạp. Là ai vớt chưa biết, và khi họ vớt rồi họ đưa về đâu thì chỉ có trời biết nha. Có khi họ vớt họ đem vô họ luyện như trong cái đảo nào gần nhất, ví dụ như là họ lựa cái đất liền nào gần nhất như là Mã Lai, Pulau Pidong hay là Indonesia hay là Thái Lan. Còn có khi họ vớt rồi họ đem lên trên tàu họ đem về xứ luôn. Trường hợp thứ ba là họ chỉ ngừng lại họ cho thức ăn rồi họ có thể cho dầu rồi họ có thể họ giúp mình sửa máy tàu hoặc là họ có thể họ cho thêm thuốc men rồi họ chỉ đường đi, họ tặng cho mình cái la bàn, tặng cho mình cái hải đồ tức là bản đồ đi biển đó, rồi họ lại đi tiếp. Nói chung là cái chuyện đầu tiên cái người xuống tàu vượt biên là họ cái mục đích của họ là lìa bỏ cái nơi này trước cái đây, cái đó là cái gốc. Còn chuyện mà đi về đâu tính sao để đây cũng vậy, cái người tu hành giải thoát chuyện đầu tiên đó là lìa bỏ cái tình trạng phàm phu của mình đó. Lìa bỏ những lo âu như sợ chết nè, sợ xấu nè, sợ bệnh nè, sợ sa đọa nè, rồi những cái sự mà nặng lòng vì muốn được này nọ nè. Cái người đắc thánh đó, khoan nói đến chuyện là cái tâm thánh nó cho họ biết cái gì. Trong A Di Đàm nó rất rõ cái tâm thánh đạo nhắm đến ba cái ý nghĩa sau đây: một là cắt đứt phiền não, hai là thấy rõ niết bàn, và thứ ba đó là chứng ngộ tứ đế. Thì thấy rõ niết bàn ở đây đúng là niết, theo niết bàn là nó nằm trong bốn đế, nhưng mà tại vì tôi phải nói rõ ra chứ không thôi bà con nói tôi nói thiếu nha. Cái tâm thánh đạo nó làm ba việc đó, một là thấy rõ bốn đế, chứng ngộ niết bàn, mà niết bàn thì lại nằm trong bốn đế mà mình tách riêng ra để không ai nói mình nói thiếu. Chứng ngộ tứ đế, thấy rõ niết bàn và cắt đứt phiền não, mà cắt nhiều ít là tùy cái tầng thánh nhớ nha. Coi như chủ yếu mình ngồi mình liếc vô trong đó mình thấy niết bàn không thuộc về danh sắc hữu vi. Nói như vậy thì cái quả vị thánh nhân là được an lạc bởi vì rảnh tay chứ không phải là vì được có cái gì đó cầm trong tay, nhớ dùm cái này nha. Thánh nhân an lạc vì rảnh tay, nhẹ vai, chứ không phải vì được cái gì. Bây giờ các vị tưởng tượng đi, không còn sợ cái gì nữa hết, không còn ghét và cũng không còn mong chờ cái gì hết, chỉ cần ba cái này thôi. Không còn ghét sợ cái gì, không còn thương thích người hay vật gì, không còn mong đợi được gì, không còn sợ bị hay là mong được, chừng đó là an lạc. Chừng đó là an lạc rồi, nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Rồi
Tôi nhắc lại để trả lời cái nghi vấn cho người mấy người đó, tôi không có trả lời cho từng người bởi vì nó quá mệt đi, cho nên tôi gom luôn bữa nay, hy vọng có họ trong đây họ nghe, còn họ không nghe coi như hết duyên nha. Thì đó là cái nói cái quả vị an lạc của thánh nhân là như vậy, người ta không có nhắm tới cái vị được, cái việc mà được cái gì, mà cái chuyện đầu tiên là người ta vượt biên, người ta lìa bỏ cái nơi chốn mà người ta không có muốn sống nữa, chỉ vậy thôi nha. Rồi nhưng mà nhắc lại như vậy nó lại tình cờ ngẫu nhiên, nó lại đá đập cái bài kinh mà mình đang học. Kẻ chưa học đạo chỉ biết thích ghét buồn vui, kẻ học đạo ba mớ thì quan tâm đến thiện ác để mà hành thiện lánh ác, kẻ hành đạo rốt ráo thì chỉ còn chú ý lưu tâm đến cái tánh sanh diệt của thiện ác buồn vui đó. Cho nên chính cái hạng người thứ ba này nè nó mới lòi ra cái kiểu nghiệp không thiện không ác, không trắng không đen. Là vì sao? Là bởi vì họ thấy rất là rõ, thiện nào ác nào cũng đều là nhân sanh tử, quả báo của thiện ác thì gồm có buồn và vui, thì buồn vui cỡ nào cũng là vô ngã vô thường, và không khéo nó lại tiếp tục hỗ trợ cho cái nhân sanh tử mới. Nhớ nha. Có thấy sợ cái chuyện sanh tử luân hồi thì mới thấy cái thiện ác đều là đáng chán và đáng sợ. Phải ghi cái này. Có thấy sợ sanh tử trong các cõi mới thấy cả ác lẫn thiện đều đáng sợ như nhau. Nhưng trước mắt á, phải sống thiện. Mà thiện là sao? Mở hoặc đơn, chánh niệm, trí tuệ, thiền định, kham nhẫn, từ bi, đó, để không còn thiện ác buồn vui nữa. Cái kiểu hành động này được Phật gọi là nằm ngoài thiện ác, không trắng cũng không đen. Các vị hiểu không? Lát nữa ta sẽ tôi ghi luôn, lát nữa ta sẽ học đến các cái kinh sau. Loại nghiệp thứ tư này nè, được Phật nói rõ là 37 pháp Bồ Đề phần của hành giả hướng đến cái lý tưởng vô lậu giải thoát. Nhớ nha, lát nữa ta sẽ học đến các kinh sau. Rồi cái thì ở trong đó đó, cái loại nghiệp thứ tư này được Phật nói rõ là 37 phẩm Bồ Đề. Yeah, 37 phẩm Bồ Đề. Một loạt kinh sau đó. Thì á còn định nghĩa về cái gọi là nghiệp đen. Tức nghiệp ác á, thì tùy kinh mà ngài nói đó là ác kiểu gì, miễn là ác thôi. Thí dụ như mình thấy có cái kinh nè, có cái kinh ngài nói là sát sanh trộm cắp á, là nghiệp đen, nghiệp ác. Nhưng có chỗ chẳng hạn như là ở trong cái kinh mình đang học nè, thì ngài nói rằng là ngũ nghịch đại tội đó, đã giết cha giết mẹ đó, đó là nghiệp đen. Nhớ nha, các vị nhớ chỗ đó nha. Mà lìa bỏ những cái việc làm đó được gọi là nghiệp trắng đó, nhớ nha. Cái kiểu hành động này nhớ chỗ này, cho nên các vị dò từ trên xuống mình sướng chỗ là nguyên cái loạt kinh này là trùng thiệt là nhiều luôn, coi như là không cần giải thích. Nhớ nha, không cần giải thích,
cứ từ trên đi xuống 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 xuống, xuống. Rồi tới kinh 239, kinh 239, tới kinh 239 nói về bốn cái tầng thánh đó. Một là cái tầng sơ quả tu Đà Hoàng, sơ quả tu Đà Hoàng, thấy được bốn đế, bước đầu, trừ được thân kiến và hoài nghi, chỉ còn tái sinh tối đa là bảy kiếp. Số 2 là nhị quả, thứ hai là nhị quả, giảm nhẹ dục ái và sân, mở hoặc đơn. Tức là niềm đam mê trong năm trần và sự bất mãn trong năm trần, nhớ nha, nó giảm nhẹ là giảm vậy đó. Tức là họ thấy được bốn đế nhưng mà họ thấy ở cái bước đầu thôi, cho nên họ trừ được cái thân kiến hoài nghi. Sở dĩ tới việc không nghe tôi nhắc nó với cấm thủ thì bữa hôm tôi nói tôi đã giải thích 1.000 lần rồi. Thân kiến có nghĩa là không còn thấy cái thân này, tâm này, danh này, sắc này, năm uẩn này là tôi, là của tôi, là thuộc về tôi, là liên quan đến tôi. Không còn thấy năm uẩn ngoài tôi đó là của ông A, của bà B, ông C, bà F. Không còn thấy năm uẩn nào là người quen, là bạn bè, là kẻ thù, là người dưng. Không có, nhớ nha. Đó gọi là lìa thân kiến nha. Nhớ kỹ tôi nhắc lại, không còn thấy năm uẩn này là tôi hay là của tôi. Rồi ngoài cái năm uẩn này mình thấy những bao nhiêu cái uẩn, bao nhiêu cái uẩn khác, bao nhiêu cái năm uẩn khác bên ngoài mình, của ông A bà B đó, giờ mình thấy đó, bây giờ mình thấy ở đây không có cái năm uẩn nào đáng để mình gọi là ông A bà B, kẻ thân, người thù, người dưng. Không có, tất thảy đều là năm uẩn do các duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất. Nhớ chỗ này nha, cái này rất là quan trọng nha. Rồi cho nên là đó gọi là thân kiến. Mà khi con không còn thân kiến thì dẹp luôn cái hoài nghi. Hoài nghi là sao? Là không biết là hồi đó tôi đã như thế nào, tôi bây sau này tôi sẽ như thế nào, không còn tôi nữa. Mà vì này biết chắc nếu năm uẩn này là thánh tu Đà Hoàng thì sẽ tái sanh tối đa 7 lần, nếu năm uẩn này là vị la hán thì chắc chắn không còn tái sanh nữa, nếu năm uẩn này còn tiếp tục tạo ác nghiệp thì năm uẩn này còn có khả năng sa đọa, nếu năm uẩn này có làm nhiều công đức thì năm uẩn này sẽ tạo ra cái nhân tái sanh về cảnh cảnh trời, cảnh người an lạc hạnh phúc. Hiểu như vậy thôi chứ không còn có thắc mắc, bởi vì đường đi nước bước biết rất rõ, biết rõ mình là ai. Không phải là ai mà là gì, mình là gì, sẽ về đâu, từ đâu đến, biết rõ nên không còn nghi ngờ gì về bản thân và người khác, phải vì ai cũng vậy, không còn hoài nghi là vậy đó nha. Tại vì nó biết rõ cái gọi là mình hay là má mình, ba mình, bạn mình, kẻ thù của mình hay là người dân mà mình thấy trên đường, trong phố, thì tất cả mọi người, con chó, con heo, con mèo, con vịt, con dồi, con bọ, con sâu, con kiến, con bướm, con ong, tất thảy đều là năm uẩn hết. Năm uẩn ấy do các nghiệp thiện ác mà tạo ra, nhớ nha. Cho nên vị đó không có còn có hoài nghi gì vậy. Nhưng mà lên đến cái tầng thứ hai là cái tầng nhị quả thì vị này làm được một việc nữa, đó là giảm nhẹ dục ái và sân. Có dục ái này có nghĩa là cái niềm đam mê trong năm trần. Thật ra đó, vị tu Đà Hoàng họ đã giảm rồi, họ giảm rất rất nhiều. Trong kinh Đức Phật ngài dạy thế này nè, trong Tăng Chi Bộ ngài dạy là giống ngài nói
những cái chuyện mà vị Tu Đà Quần mà đã bỏ lại được giải quyết dứt điểm nó nhiều như cái dãy núi Himalaya, còn những cái chuyện còn sót lại mà vị này phải giải quyết chỉ là bảy hòn sỏi thôi, bảy cái viên bi thôi nha. Nghe như vậy là mình đã biết là vị này đã, đối với vấn đề phiền não là vị này đã gọi là vơi giảm rất rất nhiều nha. Ngày đây là so sánh nguyên cái dãy Himalaya kéo dài từ Bắc Ấn Nepal mà qua tới gọi là Tây Tạng nha, mấy ngàn cây số mà ngài lấy nguyên cái dãy núi đó để ngài nói về những cái gì mà vị Tu Đà Quần đã liền bỏ, đã đặt xuống, đã cắt đứt quan hệ, đã giải quyết dứt điểm đó. Và những chuyện mà gọi là lơ tơ mơ mà còn dính lại chút đỉnh mà vị này phải cưu mang, phải giải quyết, phải gánh gồng đó, thì chỉ còn là bảy viên sỏi trong bảy kiếp sống kết mà thôi. Đó đó là nói đến vị Tu Đà Quần mà đắc chậm á, chứ còn người ta đắc nhanh là Tu Đà Quần người ta chỉ một là đắc ngay trong kiếp này, hai nó là một hoặc hai kiếp sau là người ta đi mất rồi nha. Đó, cho nên cái hạng thứ hai nó là giảm nhẹ thêm được, vị Tu Đà Quần đã giảm rồi, đã giảm nhẹ cái niềm đam mê trong năm trần và cái sự bất mãn trong năm trần, và vị Tu Đà Hàm mà nhị quả họ giảm thêm một mớ nữa. Giảm đây là sao? Vị Tu Đà Quần như ngày anh đang còn có thể bị đau lòng khi mà thấy Đức Phật viên tịch, khi mà thấy ngài Xá Lợi Phất viên tịch, khi mà ngài nhìn thấy một cái hoa đẹp ngài cũng còn thích, một cái thích rất nhẹ. Nhưng mà so với vị Tu Đà Hà, vị nhị quả thì cái thích nó còn còn hơi nhiều, chứ còn so với mình đó thì ngài chỉ là một cái thích của ngài chỉ là một cái làn gió nhẹ phớt qua vậy thôi, chứ không phải mình nặng như cái núi. Mình là cái lòng tham, mình tham ái như cái núi vậy đó nha. Rồi rồi tới cái bậc tam quả Na Hàm thì vị này có như dứt hẳn dục ái và sân, tức là vĩnh viễn tuyệt đối hoàn toàn không còn cái chuyện mà đam mê trong năm trần, có nghĩa là không còn một cái sự đam mê nào trong những gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm và chạm bằng xúc giác nha, không còn nữa. Vị này chỉ nếu mà có còn cái gọi là thích là chỉ còn đam mê trong cái thiền lạc thôi. Thế vì như thấy sơ thiền nó đã thiệt á, đã quá, nó hơn cái dục lạc nhiều. Rồi thấy cái nhị thiền nó cao hơn cái sơ thiền, đã thiệt á, cái cảm giác này đã thiệt. Và sẵn ở đây tôi nói luôn một điều để cho bà con nào hữu duyên thì coi như có cái bỏ túi, còn vô duyên thì thôi đành chịu nha. Cái câu là cho phép tôi nói hơi nặng nha, nói đạo thì phải bắt, phải cho tôi nói thiệt, chứ bây giờ bắt mà nói mơn trớn ru em ngủ thì còn gì nữa là đạo trời nha. Cái này nói thiệt là khi mà mình còn là phàm phu á, mình giống như cái con dồi đó, nó trong cái đống phân, hoặc là giống như con ruồi mà nó đang thưởng thức một cái xác chết vậy đó nha. Cho nên là mình mà có được một cái đống phân hay là có được một cái xác thú, xác người là mình mừng dữ lắm nha. Nhưng mà khi mà mình mà đã là cái người mà đắc sơ thiền đó nha, thì mình không còn thích ở trong năm năm trần nữa đó, thì là mình mới thấy rằng cái cảm giác mà của cái người đắc thiền đó, họ cái cảm giác của cái người không còn thích cái gì, ghét cái gì trong năm 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 trần đó, cái cảm giác đó là hạnh phúc kinh khủng lắm nha, kinh khủng lắm. Bởi vì tôi nhắc đi nhắc lại hoài riết mà tôi thấy cũng kỳ, thích với ghét không liền nhau. Các vị thích ăn ngon thì có nghĩa là sẽ ghét những cái món nào đó. Các vị thích ăn ngon là phải có ghét, ghét cái món gì đó. Các vị thích nước hoa là các vị phải ghét cái mùi gì đó. Trong kinh nói rất rõ, cái vị Phạm Thiên đó, họ không còn thích cái gì nữa hết trong năm trần, cho nên họ không có cái ghét, họ không có cái bất mãn trong năm trần. Còn mình thì sao? Cái kẻ nào mà càng khoái được khen chừng nào, cái kẻ đó hồi mà bị chê, bị chửi, nó đau lên tới óc, cái gì có biết không? Tin tôi đi nha, làm ơn thông minh một bữa đi nha. À, tin một bữa đi, cái kẻ nào khoái được khen đó là tối hồi bị chê, bị chửi, nó đau lên tới óc. Cái kẻ nào mà thích sống hưởng thụ đó, tới hồi mà nó phải cơ cực đó, nó khổ lên tới óc. Cái kẻ nào mà thích chăn êm nệm ấm đó, giường cao chiếu rộng thì tới hồi mà không được như vậy nó khổ lên tới óc nha. Còn cái người mà không màng đó thì sao cũng được, sao cũng được. Khi mà họ không có cái gì thích đặc biệt thì họ cũng không có cái gì ghét đặc biệt đó, nhớ cái này quan trọng lắm. Và khi mà còn thích còn ghét, cái lòng mà nó nặng lắm quý vị. Các vị có từng bị thất tình chưa? Các vị có từng đối đầu với tai tiếng chưa? Các vị có từng ghen khổ vì ghen tuông chưa?
Các vị có từng khổ vì sợ ma chưa? Các vị có từng khổ vì tiếng ồn chưa? Các vị có từng khổ vì cái mùi hôi thối ở láng giềng hàng xóm mà mình không biết cách nào giải quyết chưa? Tức nghĩa là thấy, nghe, ngửi, nếm và chạm, các vị có từng trải qua những cái khổ thấu trời vì năm trần chưa? Nếu mà từng trải qua rồi thì các vị mới thấy, hễ còn thích thì còn ghét, mà còn ghét là còn khổ. Nên một cái người đắc sơ thiền thôi, chưa kịp là thánh, mới có đắc sơ thiền thôi, khi mà họ không còn gì để thích thì họ cũng không còn gì để ghét. Và cái kẻ nào mà không có gì để ghét sợ, nó sướng rất nhiều chỗ, nó hơn cả làm tình nữa, cái vị biết không? Tôi nói cái này nó rất là đời, nó rất là tục, nhưng mà đó là sự thật, nó là sự thật. Bởi vì tại sao tôi đem cái chuyện đó ra, tôi nói là bởi vì trong năm dục, cái chuyện mà được cái trong má là được xem là thấp, được kể là hàng đầu nha, được kể là hàng đầu. Mà đằng này nó khi mà lìa năm dục đó, thì cái cảm giác nó còn hơn cái hạnh phúc hàng đầu đó nữa, hạnh phúc thấp đó, cái thấp happy đó nữa, nhớ nha. Khi mà lìa năm dục á thì cũng không còn năm khổ vì dục đó, mà khi mà không còn khổ vì năm dục á thì cái lòng đó nó an lạc không nổi, dễ sợ lắm, nó dễ sợ lắm. Ai có từng ở vào một cái giây phút mà không có gì để thích và không có gì để ghét, cảm giác nó đặc biệt lắm, rất là đặc biệt. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, ngày tôi còn trẻ đó, có rất nhiều bữa sáng thức dậy tôi thấy cái ngày nó vô vị quá. Hôm nay không biết đọc cái gì, làm cái gì, đi đâu, gặp ai, tôi sợ những cái ngày đó lắm. Nhưng mà ở tuổi này xế chiều rồi, nói theo người Mỹ là tôi đã bắt đầu xuống đầu rồi, không? Thì tôi mới thấy cảm kích những cái ngày mà tôi thấy là vô vị. Bởi vì vô vị có nghĩa là vô sự, thưa quý vị nha. Vô vị chính là vô sự. Mà khổ thay vì ta quen sống trong năm dục, cho nên ta không chịu nổi cái sự trống vắng của những vị ngọt trong năm dục. Cứ vắng mặt nó là mình thấy nhớ, thấy mong và thấy đời sống là vô vị. Đời vắng em rồi, say với ai? Nhưng mà mình quên đi một chuyện rất đổi là quan trọng. Còn thích là còn có bất mãn, mà bất mãn là một tên gọi khác của khổ. Nhớ như vậy nha. Bất mãn là một tên gọi khác của khổ. Nóng là bất mãn, lạnh quá là bất mãn, đói khát, buồn tiêu, buồn tiểu, đó chính là bất mãn, đó là khổ đó quý vị nha. Nhưng mà chính vì chúng ta cứ là luân phiên trong các cái tư thế sinh hoạt, chúng ta cứ dùng năm trần để đắp đổi, để lấp đầy những cái chỗ trống, để tiêu khiển, để đốt thời gian, cho nên chúng ta không có cơ hội để mà làm người. Nói nó hơi nặng, không có cái cơ hội để làm người, để thông minh một tí, để nhận ra rằng đời sống mình là chỉ là sự đắp đổi, cái sự lấp liếm của một đứa bé nhà nghèo, nó đói quá để nó ăn tầm bậy, nó ăn đồ dơ, nó ăn đồ độc, và mỗi lần nó ăn như vậy nó thấy ngon. Đối với một người lớn mà nhà giàu, họ nhìn nó họ sợ lắm. Vừa lớn tuổi, vừa trưởng thành mà vừa giàu có mà vừa có học thức, họ thấy những cái thức ăn của người của đứa bé, những đứa bé mà mình nhà nghèo họ sợ lắm. Nó mà bò trên đất nó thấy cái gì nó cũng bỏ vào miệng hết, cái vị có biết không? Bây giờ mình chỉ ngồi mình chỉ nghe một câu thôi, cái gì cũng bỏ vào miệng. Mình nghe cái đó mình đã là thấy muốn mửa rồi. Nó bỏ mọi thứ, cái gì mà cho vào mồm được là nó cho hết. Nhớ nha. Cho nên cái tôi sở dĩ mà tôi nói nhiều chỗ này là bởi vì tôi đang nói đến cái quả vị tâm của ta, tu ana hàm đó, nhớ nha. Họ nhìn mình họ ớn lắm, họ nhìn mình giống như một cái ông bác sĩ mà nhìn cái đứa bé nhà quê mà đang bò lõm ngõm trên đất, cái giống gì cũng vọng vô trong mồm. Ổng đã là bác sĩ nè, là vừa học thức vừa có tiền mà vừa là người trưởng thành đó, vừa chín chắn trong suy tư, trong nhận. Với tất cả cái nền tảng đấy, ổng nhìn thấy cái chuyện mà đứa bé mà nó bò, những đứa bé nhà quê mà không mặc đồ đạc mà nó mặc nó trên bò trên đất, đất nền trên nền đất ấy, nửa ướt nửa khô, chỗ lầy chỗ lội mà lụm cái gì cũng bỏ vào miệng hết, thì ổng ớn dữ lắm. Thì cái người mà Phạm Thiên là một cái người đắc sơ thiền ấy, trở lên, hoặc là đặc biệt là cái vị tam quả, họ thấy là họ cái cảm giác của họ nó giống như vậy đó. Nhớ nha. Rồi cái cuối cùng là vị La Hán, cái vị A Na Hàm á,
không còn thích dục nhưng còn thích thiền, tới khi vị A-la-hán thì cái thấy trong bốn đế nó càng rốt ráo hơn nữa nha. Vị đó thấy rằng cứ mỗi la-hán thấy không có cái sự khác biệt nào trong cái sự sinh diệt của danh sắc. Dù thiện hay ác, buồn hay vui, đều chỉ tồn tại trong một sát na. Không cái nào lâu hơn. Nếu ta có thấy một cái gì đó lâu bền thì đó chỉ là cái sự tiếp nối của vô số lần sinh diệt chớp nhoáng. Cái sau không phải là cái trước. Similar, not the À, các vị nhớ nha. Các vị nhớ cho này không ta? Tức là nó chỉ là nó chỉ là giống thôi. Nó chỉ là giống thôi, nó chỉ là giống nhưng mà nó không phải là một. Adic apenic like, nó chỉ là giống thôi, chứ nó không phải là một. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Mình khi mình thấy cái gì đó nó rất là lâu bền, mình tưởng nó là một, chứ mình đeo một cái Rolex, mình thấy là từ đời ông nội mình tới đó đời ba mình đến đời mình nó vẫn còn ngon lành, mình tưởng nó chỉ là một, nhưng mà không. Không cần nói đến Phật pháp, chỉ ở ngoài đời thì khoa học cũng chứng minh cho mình thấy rằng tất cả những phân tử, những nguyên tử ở trong vật chất luôn luôn biến động liên tục, và chính vì cái lý do này nó mới dẫn đến cái sự sụp đổ của một cái tòa nhà, một ngọn núi, nó làm cạn trơ đáy một dòng sông, nó mới làm hư hỏng những cái cơ vận và những bộ máy, những guồng máy vĩ đại tinh vi bậc nhất thế giới. Tất cả nó đều khởi đi từ những cái phút giây biến động, biến động, biến đổi, biến đổi và biến động, cuối cùng nó biến tướng. Nhớ nha, nhớ cái chỗ đó. Và biến hoại, biến tướng rồi bắt đầu biến động, biến động, biến tướng, và cuối cùng là biến hoại. Đó là nói về tiếng Tàu, còn tiếng Việt Nam là biến mất nha, biến động, biến tướng và biến hoại, nhớ nha. Cho nên là nó giống nhưng phải là một nha, thấy nó vậy đó nhưng mà tất cả đều nằm ở trong cái trạng thái, nằm ở trong cái tình trạng biến động, biến tướng là biến hoại, ba lần biến gọi là ba biến. Rồi tiếp theo là cái kinh 240, tức là tam học hỗ trợ nhau và từ đó hỗ trợ cho cái sự giải thoát. Các vị nhớ nha, tập đế tạo ra khổ đế. Nhưng mà đạo đế đó, nó dẫn đến diệt đế. Biết trong rung có hiểu này không ta? Cái tập đế đó, mở ngoặc đơn nha, là sa mu đá giá, có nghĩa là sự sinh ra, cái sự sanh ra, đó là tập đế. Còn đạo đế đó, mở ngoặc đơn là mắt gác, là con đường, tức là sự đưa đến, nó hai cái khác nhau nha, thấy rõ không ta?
Cho nên ở trong bốn cái này mình thấy đó là giới, nó giới định tuệ đó nó hỗ trợ cho nhau theo cái cách là tạo ra nhau hoặc là nó dẫn đến nhau, cả hai đều được nha, nó làm nền tảng cho nhau. Nhưng mà khi mà bốn ông này mà cộng lại đó thì nó không có còn tạo ra cái giải thoát mà nó là dẫn đến cái giải thoát. Không biết có vị có nghe kịp không ta, có vị có nghe được kịp được cái này không? Trên đời này đó, nó có những cái nhân quả mà mình hiểu theo cái kiểu nhân quả mà theo nghĩa nghiệp lý thì nó khác, mà nhân quả mà hiểu theo cái nghĩa rốt ráo cái kiểu mà điều kiện nhân duyên nữa lại khác. Ví dụ như mình thấy tập đế nó tạo ra, nó tạo ra khổ đế, còn cái tạo đế thì nó dẫn đến chứ không phải là tạo ra. Mà tại sao tôi đặt vấn đề này nó quan trọng như vậy là bởi vì cái gì mà nó còn được tạo ra, cái gì còn được tạo ra bởi cái thứ khác á, thì nó còn nằm trong cái dòng sinh diệt. Niết bàn là cái trạng thái được đưa đến từ cái việc tu tập đạo đế. Niết bàn không được tạo ra bởi bất cứ điều kiện nhân tố nào, nên niết bàn nằm ngoài cái dòng tam tướng, nhớ nha. Xin đừng đem cái phàm tâm của mình hiểu lầm niết bàn là một cái cảnh giới sung sướng bất tử. Chỉ nên hiểu rằng đó là cái sự vắng mặt của tất cả mọi hiện tượng tâm sinh lý, hiện tượng tâm lý, sinh lý và vật lý nha. Nghĩa là đó là sự vắng mặt của tất cả mọi hiện tượng tâm tâm lý, sinh lý, vật lý. Người chán sợ sinh tử thì phải dốc lòng hiểu cái khổ là gì, vì sao có khổ, để sống ngược lại cái con đường mà tạo khổ nha. Khi mà chứng thánh rồi sẽ hiểu niết bàn là gì. Mọi giải thích về niết bàn chỉ là gây hiểu lầm, không gì bậy bằng việc cố gắng giải thích mô tả một thứ gì không thể mô tả. Chẳng hạn mô tả một cái ly cà phê cho cái người chưa từng uống cà phê. Tôi lấy một chuyện rất là nhẹ thôi, không có gì bậy bằng việc cố gắng giải thích mô tả một thứ không thể mô tả. Chẳng hạn như như là mô tả một cái ly cà phê cho cái người chưa từng uống cà phê thì làm gì để làm cái gì. Tốt nhất nên đưa cho họ một ly cà phê hoặc hướng dẫn họ làm sao có được ly cà phê. Cái chuyện mà sau đó đó là của họ. Càng giải thích đó,
thì càng gây cái hiểu lầm. Cái này rất là quan trọng. Mà nếu mà anh không có chán sợ sanh tử thì anh không có dốc lòng học đạo nha. Không có chán sợ cái sự hiện hữu trên đời đó thì không có dốc lòng học đạo và hành đạo. Nếu đã vậy đó thì mọi ngôn từ chỉ khiến ta mang họa nhiều hơn là được phúc. Giờ nhớ chỗ này, không có chán sợ sự hiện hữu trên đời thì không có dốc lòng học đạo. Và nếu vậy thì mỗi ngôn từ chỉ khiến ta mang họa nhiều hơn là được phúc. Cho nên là tôi rất mỏi mệt với cái chuyện mà vô rung rung rồi gặp mấy người vô cả chày cãi có giáo lý thì không chịu học, mà cứ lơm chơm ba mớ rồi vô chửi bới gây gỗ tùm lum. Mình chỉ liếc qua mình nghe cái mùi họ thoáng qua thôi, nghe cái mùi chù chù rồi thấy mệt rồi. Bởi vì họ không có chán sợ sanh tử thì cái người đó không có gì để nói. Một cái người dốc lòng mà chán sợ sanh tử, chuyện đầu tiên là học đạo, bước hai là hành đạo, còn cái chuyện chứng đạo là tùy duyên. Nhớ nha, nhớ nha, bước đầu là học đạo, mà bước hai đó là hành đạo, còn cái việc chứng đạo đó thì tùy duyên. Người này không có thời gian cho cái việc khác ngoài ra hành trình đó. Người này không còn thời gian cho cái việc khác ngoài ra cái hành trình đó, không có thời gian, nhớ nha. Còn đằng này đó, chẳng hạn như bây giờ tôi giảng sơ về bốn cái này, nhờ có giới mới có định, nhờ định có tuệ. Mình nghe cái này làm như nó không có cái trật tự trước sau, nhưng mà thật ra cái chỗ này bà con làm ơn hiểu dùm cái này. Có người giới sạch rồi tâm mới định, có định rồi mới có tuệ, có tuệ rồi mới chứng đạo giải thoát. Nhưng cũng có người trong phút chốc hiểu đạo tức ngộ đạo, thì cái công thức này đó phải hiểu khác đi, tức là quan hệ của tam học không còn là không còn cái trật tự kiểu hàng dọc nữa, mà là một sự đồng bộ hàng ngang. Thế Trung Trung có hiểu được cái này không ta? Có người á giới sạch rồi tâm mới định, có định rồi mới có tuệ rồi mới chứng giải thoát. Mà giải thoát là cái gì? Giải thoát là thấy rõ bốn đế, khổ quá. Thấy mọi thứ là khổ, thấy thích cái giống gì cũng là thích trong khổ. Thấy rằng muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa. Sống bằng ba cái nhận thức này chính là con đường thoát khổ. Đó, nó khổ vậy đó, bây giờ hiểu chưa? Đó gọi là giải thoát. Bởi vì với cái cha này là không còn thiết tha trong cái chuyện mình hay đọa nữa. Không còn thiết tha trong cái siêu đạo thì làm gì mà còn thiết tha trong cái thiện ác nha. Đó, cho nên cái người này được gọi là không trắng không đen, không thiện không ác là vậy đó. Nhưng mà sẵn là tôi nói luôn, có người phải cái gọi là cái công thức giới năng sinh định định năng năng sinh tuệ, tuệ dẫn giải thoát đó, thì đó là cái công thức chung. Nhưng mà nhớ có hai trường hợp. Trường hợp một là mọi sự nó diễn ra theo cái trật tự hàng dọc, có nghĩa là giới ok, định ok, định ok, tuệ ok, tuệ ok thì mới có giải thoát ok. Nó là vậy, là nó có trường hợp là mọi sự diễn ra theo cái công thức hàng dọc.
Thì có trật tự hàng dọc. Nhưng cũng có người khi mà cái kiểu tu hành của họ kiếp trước là kiểu tu của người gọi là huệ căn, kiểu tu của người có cái trí tuệ sâu dày đó, phúc báo công đức đầy đủ nha. Thì bây giờ họ chỉ cần nghe một câu họ đắc một cái rẹt lên tới quả vị la hán. Như vậy trường hợp này mình phải hiểu cái công thức tam học nó ra làm sao. Xin thưa, lúc này nó không còn diễn ra theo cái trật tự hàng dọc nữa, mà nó là một cái sự đồng bộ đó. Có nghĩa là ngay tôi hỏi trong râm nha, các vị cầm một cái ly nước lên thì cái ly đó nó bằng thủy tinh, nó trong suốt, thủy tinh mà nó phải trong suốt, và vì đó là ly nước đá cho nên nó rất là lạnh, và cái ly đó là ly hình tròn và nó rất là láng trơn đó. Thì tôi xin hỏi các vị, cái láng lạnh trơn tròn ấy nó là cùng lúc hay là nó có mặt cùng lúc hay là cái trước cái sau? Nói chung rung hiểu này không ta? Lớn tròn lạnh láng, không biết có hiểu không, cái trung rung có hiểu cái này không? Đó, nó có trường hợp như vậy, tức là mình cầm cái ly nước lên mình thấy nó là một là gì ta? Một đó là nó tròn nè, rồi cái gì nữa, rồi nó lạnh nè, rồi nó láng nè, rồi nó trơn, nó vân vân, rồi nó trong suốt, và trong suốt thì tất cả những cái cảnh này nó có mặt cùng một lúc. Ở đây cũng vậy, có những cái kiểu tu mà mọi sự diễn ra theo cái trật tự hàng dọc, nhưng cũng có những cái trường hợp, có những cái kiểu tu hành mà nó dẫn đến cái kết quả là khi mà đắc chứng, mọi sự nó diễn ra một cách đồng bộ, họ nghe một câu họ đắc một cái rẹ đó. Như ngài Xá Lợi Phất, làm gì có cái thời gian mà giới năng sinh định là định năng sinh tuệ, và trong A Tỳ Đàm cũng nói rõ cả tám thánh đạo có mặt cùng lúc trong cái giây phút chứng đạo đó, nhớ nha. Chứ không, mà trong tám chi đạo ấy có đủ tam học, nhớ nha, chánh kiến, chánh tư duy là tuệ học nha, chánh ngữ nghiệp mạng là giới học, còn lại là định học. Biết trong rung có biết cái vụ này không ta? Nó khổ kiểu là không biết có biết hay không, mới ghê chứ. Nói ra cả buổi rồi cái bắt đầu là đơ ra, đơ, bị đơ, bị đơ, không có biết nha. Có nghĩa là trong cái khoảnh khắc mà đắc đạo ấy thì là vị đó có đủ, trong cái tích tắc là cả tám cái chỉ đạo, mà tám chỉ đạo ấy chia ra mình thấy chánh kiến, chánh tư duy nó thuộc về tuệ học, thuộc về các pháp minh phần quý cha pha cái giác tâm, rồi ba cái cha mà ngữ nghiệp mạng là mấy cha này thuộc về giới học này, còn cái phần còn lại đó là niệm định, cần niệm định đó, thì mà ông thuộc về cái gọi là định học, nhớ nha. Ba cái này thuộc về định học. Như vậy thì mình thấy cái công thức mà giới năng sinh định, định năng sinh tuệ nó không phải là sai, nhưng mà nó là cái công thức chung chung, các vị nhớ. Và đây tôi nhắc lại lần nữa là tập đế tạo ra khổ đế, nhưng mà đạo đế thì dẫn đến diệt đế. Làm ơn nhớ dùm cái này nha, nhớ cái này, bởi vì đạo đế là mắt ra, mà mắt ra là con đường là cái dẫn đến, là phương tiện đưa tới. Còn cái Samudaya là cái sinh ra, cái nguồn cội, cái gốc gác nha. Cái Samudaya nghe đi, cái tên gọi là mình đã thấy rồi, cái Samudaya là cái sự tạo ra. Còn cái chữ mắt ra nó có nghĩa là con đường, dạ, không phải ngẫu nhiên vô cớ mà Đức Phật dùng cái từ ngữ như vậy, nhớ nha. Rồi bây giờ đó là bây giờ là tiếp theo là cái gì ta? Theo là kinh 241. 241. 241 rồi, kinh 241 nói về
Nói về cái lý do mà một người thích làm cái chuyện chia rẽ tăng chúng, nói riêng và làm mất đoàn kết một cái tập thể nói chung. Nhớ nha, nhớ cái này. Cái duyên sự bài kinh này nó hơi dài, chỉ kể vắn tắt thôi. Trong cái ngôi chùa Khô Sita, Khô Sitarama ở Kosambi, do một triệu phú cúng dường. Có đông đảo chư tăng mấy trăm vị, mà trong đó có một cái vị pháp sư và một cái vị luật sư. Luật sư đây không phải là ông lawyer ở ngoài đời, mà cái ông luật sư này ông là một cái vị giỏi luật ở trong kinh, trong Phật pháp, giỏi về chuyên về cái luật tạng. Còn một vị là pháp sư, là coi như là thuyết pháp kinh tạng rồi A Tỳ Đàm bảo ao vào. Vậy dĩ nhiên đã là pháp sư tứ thiện là phải biết cả tạng luật, nhưng mà chuyên này phải là cái vị luật. Thì bữa đó cái vị pháp sư đi vào ở trong cái toilet ấy, lây quay như thế nào đó mà lúc bước ra lại quên một cái chuyện. Quên một cái chuyện rất là căn bản, đó là cái toilet hồi xưa đâu có xài cái nước vòi Rumine như mình bây giờ, mà họ xài bằng cái lu là có cái gáo múc á. Thì cái vị này mới là vào ở trong đó thì lây quay sau đi ra là quên đi. Cho nên thay vì mình xài phải ấp, vị này làm ấp và để ngửa, mà theo trong luật ấy, thì mình để ngửa như vậy đó, bụi rớt vô con này trong kia nó rớt vô, và bậy nhất đó là nước nó đọng là ở trong cái đáy gáo á, cái đáy gáo và đáy lon, cái đồ đừng 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 đồ múc nước á. Khi mà mình xài mình không ấp nó xuống thì nó sẽ đủ cái chuyện hết, bụi bặm rồi con này kia nó lọt vô, còn không nữa là nó bị đọng nước trong đó, rồi cái cha nào tới sau vô nhìn nó khó chịu lắm, mà mình tả mình đã thấy khó chịu rồi. Cho nên luật cấm, cấm là bị tỳ kheo mà đi vào trong cái toilet đó, khi vào thấy nó dơ là phải dọn, thấy nó thiếu nước là phải châm, và khi mình đi ra đó là mình cũng phải quay lại mình nhìn coi nó có ok không mình mới đi. Đó là luật quy định như vậy. Tôi nhắc lại, vào toilet thấy nó dơ là phải dọn, chứ không có nói mà hạ lạp rồi kia quay ra kêu người này người kia làm, là không, mình phải làm. Vô thấy dơ là mình phải làm cho nó sạch, xong là mình mới sử dụng xong rồi đó là mình bước ra là mình phải quay lui mình nhìn coi nó ok không mình mới đi. Còn hả, không có làm đúng như vậy thì phạm luật. Khổ về bị sống tập thể mà. Thì cái vị pháp sư này vào trong đó lay quay sao đi ra quên úp cái gáo đó, thì nó xui một chỗ là vị này vừa bước ra thì cái ông thầy luật sư của tôi ông mới bước vào, ông bước vào ông thấy như vậy ông hơi khó chịu. Mà nếu mà vị này im lặng đó, thì mọi sự nó dừng lại ở đó. Nhưng mà chính vì cái vị này là không có im lặng, vị này giữ luật trên hình thức nhưng mà thiếu luật trong nội dung. Phải nói như vậy, trường hợp này gọi là giữ luật trên hình thức mà không có luật trong nội dung, không có nội hàm, nó thẳng luôn, không có nội hàm. Cho nên vị này mới đem về nói lại với đám đệ tử ruột của mình, nói là cái ông nông dụng thuyết pháp tùm lum như vậy, mà một cái chuyện căn bản nhỏ xíu 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 mà ông lại không có nhớ, không biết hoặc là không chịu làm, mà cái nào cũng bậy hết. Biết mà không nhớ là bậy, hoặc là không biết cũng bậy, không nhớ cũng bậy, nhớ biết mà lại không làm cũng bậy. Thì cái đám đệ tử nó nghe như vậy nó mới đè, nó mới truyền miệng với nhau, truyền ra nó mới lọt vô đám để vô tai cái đám đệ tử của ông pháp sư. Cái vị tưởng tượng sư phụ của mình mà bị người ta nói như vậy mình chịu sao nổi trời. Thế là nó nổ ra một cái sự xung đột, lúc đầu là nhỏ lúc đầu thì chàng nói nàng nghe, rồi cuối cùng thì gọi là chàng nói mà cả nhà đều nghe, và cuối cùng thì chàng với nàng cãi nhau cả xóm đều nghe. Thì bất cứ một cuộc tranh luận nào cuối cùng nó cũng dẫn đến kết quả chung cuộc y chang như vậy. Đấy. Thì lúc đó Đức Thế Tôn người thấy là chư tăng mà chia phe như vậy, ngài thân lâm đích thân giải thích, nói rằng tất
cả phải ngồi lại với nhau trong cái tinh thần đoàn kết. Cái gì thông qua được thì thông qua, cái sự vi phạm nào sám hối được thì sám hối, tha thứ được tha thứ, bỏ qua được thì bỏ qua, không nhất thiết phải là bới lông tìm vết, bới tro mà tìm than kiểu đó thì nó chỉ thêm rối thôi. Và Ngài nhắc ba lần như vậy và chịu tăng không nhẹ, thì Ngài mới là nói với Ngài anh em, kể từ hôm nay suốt cái mùa an cư này là Như Lai không có muốn gặp bất cứ một tỷ kheo nào nữa. Như Lai sẽ vào rừng sống một mình, kể cả A Nan cũng không cần phải đi theo. Như Lai sẽ sống một mình. Các vị có biết không? Mình mới vừa nghe qua người không biết đạo tử là Đức Phật Ngài giận hoặc là chắc Ngài buồn, không phải. Tất cả đều nằm ở trong gọi là cái Phật trí vời vời. Đức Phật là một người mà tấm lòng đó là nghĩ thấu nghìn đời mà mắt nhìn suốt ba cõi mà. Ngài biết. Bây giờ Ngài ở lại chỉ gây thêm cái nghiệp bất thiện cho chư tăng khi mà các vị một mực bất tuân, đó là cái thêm nghiệp cho họ. Thứ hai, Ngài biết rằng hôm cái mùa an cư này sẽ là cái cơ hội bằng vàng cẩn kim cương để mà Ngài hỗ trợ cho một vị Phật tương lai. Cái vị nghe có khiếp không? Có đáng hay không? Tôi không biết Trung Trâm có thấy nó đáng hay không, mà tôi thấy hình như là bị đáng, hình như là đáng. Ngài biết đây là cơ hội bằng vàng để Ngài hỗ trợ cho một vị chánh đẳng chánh giác trong tương lai giống y chang như Ngài vậy đó, thì cái việc đó hình như là hơi đáng. Thế là mọi sự là đã diễn ra đó, trong cái mắt phàm của mình thì mình thấy làm như có gì đó nó hơi trục trặc, nó hơi lầy lầy trong đó, nhưng mà không. Chư Phật có bao nhiêu việc phải làm, vì Phật lực vô biên, Phật trí vô cùng, mà Phật tâm thì vô lượng mà. Tấm lòng nghĩ thấu nghìn đời mà mắt nhìn xuống muôn cõi, khi mà cái việc cần phải làm ở đây đã xong hoặc là chưa đến lúc làm thì có bao nhiêu là chuyện khác. Thế là mùa an cư ấy, Thế Tôn vào rừng, Thế Tôn vào rừng, và mỗi ngày có con voi ở trong rừng, con voi chúa bày đó, nó cũng chán với cái đám mà coi như là voi cái, voi con, voi choi choi, voi teenager gì mà tối ngày cứ quậy phá rồi xịt nước rồi dẫm đạp leo trèo chen lấn, nó quải quá đi, cho nên nó tìm cách nó trốn bậy, nó đi sống một mình. Và trong kinh nói với con voi này là một vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác đã tu mấy chục a tăng kỳ, mấy chục a tăng kỳ nha, chứ không phải là một hai là không có cửa đâu, là mấy chục a tăng kỳ nha. Mấy chục ba tăng kỳ rồi, cho nên đó là khi vừa gặp Đức Phật đó là coi như là thứ nhất là cái đạo căn của con voi này, và thứ hai nữa là coi như là cái duyên lành giữa hai người, và cái thứ ba là Phật lực của Đức Thế Tôn đã làm lan tỏa một cái từ trường mà bao phủ toàn bộ cái khu rừng ấy nói chung và con voi này nói riêng. Coi như con voi gặp ngài là chỉ còn một chuyện để làm, đó là quỳ sụp xuống lấy cái vòi đó mà hút bụi trên chân ngài thôi, trên chân của Đức Phật à, trên chân ngài. Thì thế là hai cái vị voi chúa trong kinh nói, hai cái vị voi chúa, một vị voi chúa giữa loài người, giữa nhân thiên, và một vị voi chúa vừa giữa rừng xanh, đã sống gần nhau trong suốt 3 tháng an cư ấy. Con voi đã đi hái trái rừng về cúng cho Phật. Đấy. Và cũng trong mùa an cư ấy, ngay dưới cái gốc cây Parinaya cả ấy, một con khỉ nhìn thấy Đức Phật đã khởi tín tâm, đi hái trái rồi đi lấy mật ong rừng về cúng cho Phật. Đối với các vị trung trinh nghĩ rằng đó là cái chuyện phong thần, nhưng mà tôi thì tôi bằng cái đầu trời ơi thì tôi cũng tin. Bởi vì sao? Vì Đức Phật là một hiện tượng đặc biệt, thì những chuyện đặc biệt xảy ra cho một con người đặc biệt và một thời điểm đặc biệt thì không có cái gì là đặc biệt, nhớ nha. Quá bình thường, một cái chuyện đặc biệt xảy ra trên những con người đặc biệt mà trong những cái tình huống đặc biệt thì nó là chuyện rất là bình thường đấy, rất là bình thường. Thì cái con khỉ đó chính là một vị độc giác tương lai, và cái con voi kia chính là một vị chánh đẳng chánh giác vô thượng bồ đề, a nậu đa la tam miệu tam bồ đề trong kiếp sau, một cái vị trí mà không kém cạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 1 gram, 1 cm, 1 nanomet nào hết, y chang như vậy nha. Y chang như vậy, y chang như vậy. Suốt 3 tháng
cứ ấy, coi như là ba bậc đại nhân, ba bậc đại sĩ, người ta sống gần nhau. Đó là một vị đương kim gọi là vô thượng điều ngự chánh đẳng chánh giác, và một vị gọi là dự khuyết Phật tổ, và một vị nữa là độc giác Tây Ngưu. Cả ba vị sống cạnh nhau trong cả buổi 3 tháng ăn cư ấy. Thì lúc bấy giờ đó bắt đầu mới có cái kinh này đó. Rồi cái Ngài A Nan thỉnh thoảng ngài vào ngài tán Phật, thỉnh thoảng ngài là người duy nhất có cái quyền ấy, nhưng mà chỉ vào lạy Phật, vấn an hoặc là hầu chuyện gì đó rồi là cũng quay lui nha, không có làm phiền Thế Tôn. Có một lần đó khi mà Ngài A Nan vào gần tới thì con voi này đứng chặn đường liền, có ý là không muốn người lạ mà xâm hại làm phiền Thế Tôn. Thì Đức Phật này nói thế này: Barilayaka, hãy dừng lại, học trò có Như Lai đó. Ngài chỉ nói như vậy thôi. Barilayaka, hãy dừng lại, học trò có Như Lai. Tôi đọc tôi đó tôi xúc động, tôi rất là xúc động. Thì con voi nghe như vậy là quay lui liền, quay lui liền. Thì Ngài A Nan ngài tỉnh bơ, hễ có trước mặt Phật mà một mình ngài, ngài đã không có ngán cái gì trong đời này mà huống chi là trước mặt Thế Tôn. Thì ngài gọi là bình thản ung dung, là từng bước đi đến quỳ sụp xuống đảnh lễ Đức Phật. Và một trong những lần thăm viếng ấy chính là duyên sự của bài kinh 241. 241. Thì khi mà ngài quỳ lạy Phật xong thì Phật mới hỏi về cái chuyện, cái tình trạng mà chia rẽ của chư tăng ở chùa đó. Cái chuyện cái chia rẽ đó các vị biết không, nó phong thần dữ lắm luôn, là bởi vì là hai vị sư mà gây mâu thuẫn với nhau. Thì chư thiên trong chùa, mấy vị địa cư thiên, mấy vị địa cư thiên là mấy vị sống trên mặt đất, sống ở trong cửa nhà, nóc nhà, là mấy vị thọ thần là sống ngoài cây, ngoài cỏ, ngoài bụi đó, trong chùa đó cũng chia làm hai phe. Một phe thì coi như là ủng hộ, một phe thì ủng hộ với nhóm luật sư, còn một phe thì ủng hộ với như vị pháp sư. Wow. Rồi cái lúc đó là từ đó mà chia riết riết lên cái là chư thiên trong chùa, rồi ra khỏi chùa. Rồi trong kinh nói luôn là chư thiên trong cái nam bán cầu, bắc bán cầu, rồi chư thiên ở cõi gọi là tứ thiên vương, rồi đao lợi cũng đều chia hai phe như vậy. Bởi vì phải nói rõ hai vị này đều tu hành rất là trong sạch, rất là trong sạch, chứ kiểu còn mà kiểu trời ơi đó thì chư thiên họ không hộ trì, mà bởi vì hai vị này rất là trong sạch, chỉ có cái lỗi thôi, chỉ có cái lỗi đó là không có đồng ý nhau, là một cái vị pháp sư không phải là không thấy tội, mà vị đó nói rằng sơ ý không có lỗi. Vị pháp sư đó là rất là thuyết phục nha: tôi biết cái chuyện không úp gáo đó là có tội, nhưng mà trong luật ghi rõ sơ ý vô tình thì có những cái điều luật sơ ý vô tình không có tội, và cái điều luật này là nằm trong trường hợp ấy. Tôi sơ ý không úp gáo tôi không tội, nhưng mà sư cố ý mà sư đi tuyên truyền cái xấu đó cho học trò của sư, để rồi hôm nay mọi sự nó ra nông nổi như thế này, thì hình như là cái tội của sư nó hơi bị nặng. Rồi cái vị pháp sư, vị luật sư lời thế này: không có cái giới nào là nhỏ, nếu mà chê cái giới này là nhỏ thì mai mốt nó sẽ có cái giới khác cũng nhỏ, cứ như vậy cả tạng lực đều là nhỏ, cha nào cũng là coi như có lý hết này. Và vì cả hai đều tu hành có lý tưởng rất là ok, mà đạo hạnh rất là ngon lành, thế là chư thiên thánh nhân thì đứng ngoài cuộc, khoanh tay hoặc chắp tay im lặng vô ngôn. Nhưng mà riêng mấy vị trời và phàm phu, mấy ông tiên bà, tiên cô tiên cậu mà phàm phu đều thấy rằng cả hai vị đều có lý hết đó. À, khổ như vậy. Cho nên tại sao tôi dừng lại để tôi kể rất rõ về cái duyên sự bài kinh, là bởi vì chúng ta thấy có nhiều khi đó cái vết kiến cắn nó nhỏ thôi, cái vết mà đứt tay, cái vết phỏng lửa nó nhỏ, nhưng mà nếu không biết chăm sóc nó là nó tày quầy ra thì nó lớn chuyện dữ lắm, cái gì biết không. Nó tày quầy ra nó lớn chuyện lắm. Cho nên là ở đây cái nhiều khi là trong nguyên tắc mà làm lắng dịu các sự cố sự kiện đó, là chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không, là như vậy nha. À, sẵn này cho tôi nói luôn là bữa họp tôi có lên room tôi nói chuyện chút xíu, rồi sau đó tôi nhận rất là lời, từ nhiều cái lời góp ý của bà con làm cho tôi cũng hơi vừa mắc cười mà vừa nổi điên. Mình lên mình nói chút xíu mà họ nhắc mình cũng giống như mình đòi chém người ta vậy đó, cái đó không phải. À, mọi sự đó là nó lắng, để cho nó lắng nha. Rồi.
Rồi bây giờ đó là ngài nhân cái sự kiện mà ngài A Nan vào hầu Phật thì Phật có hỏi thế này, đấy Phật hỏi thế này, chúng ta nghe chùa sao rồi? Thì ngài A Nan ngài cũng cũng trình thôi, như vậy mọi chuyện cũng chưa có xong. Thì ngài Đức Phật ngài có nhắc đến ngài Xá Lợi Phất một liên một chút, ngài có nhắc một chút như mình thấy vậy đó. Ngài có nhắc là trong những trường hợp như vậy thì cả hai vị đó cũng giúp được gì chứ. Thì trong chánh tạng chỉ nói gọn như vậy thôi, nhưng mà ở đây cái nội dung phải là nằm ở chỗ đó, mà nội dung là Đức Phật ngài dạy rằng do vì những cái lý do sau đây mà một người gây chia rẽ làm hỏng khối đại đoàn kết. Cái này là dứt khoát, bữa nay là có điểm, nói cái này là dứt khoát là có điểm rồi, khối đại đoàn kết, làm hỏng cái khối đại đoàn kết. Một là gì ta? Bản thân có vấn đề và gây chia rẽ mọi người để không ai có cái thời gian hay là điều kiện tâm lý lưu tâm đến vấn đề của mình. Đó là trường hợp một. Trường hợp hai là do kỹ quan điểm nhận thức của mình không giống ai mình muốn thiên hạ chia rẽ để tự bảo vệ cái quan điểm đó. Đó có nghĩa là mình có một cái đường, nếu mà thiên hạ họ đọc ký với nhau đó thì họ sẽ hè nhau, họ quay lại mà họ chĩa mũi dùi, họ đem mình ra, họ để lên bàn và nó cùng nhau mỗi tên xách một cái đèn pin 1000W mà nó rọi thì chết cha mình nha. Trong khi mình có những cái quan điểm nhận thức đó, về giáo lý đó, nó có chỗ không giống ai, thế là mình rất ngay thời điểm đó mình rất cần đến cái sự chia rẽ của quần chúng, bởi vì nước đục thì béo cò, nước đục thì có mới có cá nó bò lung tung, cò nó mới đạp được nha. Thì ở đây cũng vậy, những cái vị mà họ có cái quan điểm riêng kiến riêng nghĩ trong room này là chắc là trong room này thì nghe cái chỗ này có lẽ không có quan tâm lắm, thậm chí có người cũng thắc mắc thì mình hiểu sao kệ, mình với mắt gì mình phải gây chia rẽ đoàn kết. Nhưng mà không, đặc biệt những ai có cái máu thích làm tổ sư đều rất chuộng cái giải pháp gây chia rẽ để nhân đó xưng hùng một cõi. Phải ghi cái này là con mới hiểu. Đặc biệt những ai có cái máu thích làm tổ sư đó đều rất chuộng cái giải pháp gây chia rẽ để mà nhân đó xưng hùng một cõi. Thì tức là nếu mà tất cả nó đứng về một phe đó làm bao nhiêu cái vấn đề của mình sẽ bị phanh phui ra hết. Nhưng mà nhờ mình muốn truyền bá một quan điểm tri kiến là chỉ có một cách là chọt cho tụi nó coi như là huynh đệ tương tàn, nồi da sáo thịt và củi đậu nấu đậu đó, thì lúc đó mình mới có cớ làm sứ quân, cái vị hiểu không? Đấy, trong trong cái hiệu chữ sứ quân không ta, nó khổ chỗ nói không có hiểu. Các vị còn nhớ thập nhị sứ quân rồi, vậy là hiểu sứ quân cái ngày xưa có một thời mà đất nước mình nó là nó bị cái tình trạng mà 12 sứ quân đó, thập nhị sứ quân nó là mỗi em một cõi đó. Rồi Lê Hoàng tướng quân phải không ta, Dương Vân Nga gì đó, đó ta mới gom về để mà Giang Sơn thu về một mối đó. Đó rồi rồi Phật pháp mất là cũng do tình trạng sứ quân, có nghĩa là từ
chuyện cá nhân bé mọn dẫn đến tình trạng sứ quân quy mô hơn, cuối cùng là tam tranh mà lục quốc giáo pháp tan nát. Có một thời mà Phật giáo mình nó tại Ấn Độ nha, tại Ấn Độ là nó quốc cho mấy chục cái là bộ phái, mà cũng may đó là dị tật thì chết yểu, cũng có một cái may dị tật thì nó hơi dễ chết yểu. Cuối cùng thì gọi là đến đời vua Ả Dục thì ngài Mục Liên Đế Tu Mốc Gali Putatissa ngài mới dẹp yên, mà nói vậy thôi chứ Phật giáo chỉ tồn tại bên Ấn Độ một thời gian rồi bây giờ coi như là sạch sẽ không còn một dấu vết gì hết, nhớ nha. Cho nên là từ chuyện cá nhân bé mọn mới dẫn đến tình trạng sứ quân. Chữ sứ này là us nha. Sẵn ở đây chúng tôi cũng nói luôn là có những bà con chép lại nguyên văn lời tôi giảng nhưng mà chánh tả hơi tệ, rồi mới quất cái tên của tôi ở dưới làm chúng chữ, tôi không còn nước non nào hết, tôi đành phải là nghẹn ngào thưa gửi như sau, rất bực lễ phép và tử tế: kính thưa ba má, lời này là do thiên hạ chép lại chứ không phải là con viết. Đấy, rồi trường hợp thứ ba, trường hợp số ba là bản thân mình là tà mạng, có cái kiểu sống không có giống ai nên cũng muốn thiên hạ chia rẽ cho mình dễ bề lộng hành. Nó có trường hợp đó nữa. Như vậy thì trường hợp một á, trường hợp một là gì ta? Trường hợp một á là, một á là ác giới, số hai là tà kiến, số ba nó là tà mạng, phải không ta? Rồi số bốn á là tà, bốn là ác dục, vốn là ác dục. Muốn nhiều. Số 4 nghĩa là ác dục nghĩa là sao? Có nghĩa là người mà thích sống hưởng thụ lợi danh á, hưởng thụ lợi danh nha. Người thích sống hưởng thụ lợi danh á thì luôn muốn thiên hạ tương tranh để mình có cái cơ hội, mình có để mình có cơ hội, chỉ vậy thôi. Theo voi mà ăn bã mía mà theo đốm ăn tàn, biết bà con có nghe cái đó không? Có nghĩa là trường hợp một á là áp giới, mình muốn che giấu cho nên bản thân, cho nên mình cũng cần cái sự mà rối ren của thiên hạ. Có câu này hay nè: gian thương á, thường thích cái xã hội loạn lạc hay là có vấn đề. Biết trong rung hiểu này không? Thí dụ như trên đất Thụy Sĩ mà tôi đang ở nè, bên Thụy Sĩ, bên Đức, tôi ở cùng lúc hai bên cách nhau có con sông thôi, thì tôi đang nói Thụy Sĩ đi, một cái đất nước mà mọi thứ nó đã đi vào nền nếp kỷ cương chặt chẽ chỉnh chu tinh tươm thì gian thương rất là khó mà thao túng. Mà gian thương là ai? Tôi nói thẳng luôn, mấy ông ba tàu của tôi chứ không ai. Thí dụ như vậy, mình muốn gọi là thao túng khuynh loát giá cả thị trường, mình muốn gọi là làm giá và làm luật. Trong rung có hiểu chữ làm giá làm luật không ta? Làm giá có nghĩa là mình muốn cho nó lên, lên, muốn cho nó xuống, xuống, còn làm giá. Còn làm luật có nghĩa là mình muốn đưa ra nguyên tắc nào cũng được hết. Thì gian thương là phải cần đến một cái xã hội có vấn đề thì họ mới làm giá, làm luật được nha. Chẳng hạn như cách đây mới có một hai hôm thôi là người ta phát hiện ra là có một đám gian thương đã nhân cái bộ máy cồng kềnh thiếu hiệu quả của chính quyền ta.
của chính quyền nhân dân. Và họ đã làm một cái việc đó là họ đi tha ba cái đồ của tàu về Đà Lạt hổ phù ép hô biến trong vòng 3 giây, thì coi như nông sản là made in China nó trở thành ra là Đà Lạt. Không biết trong trong cái biết này không ta, có đó là nó phải có một cái gì đó. Dầu Việt Nam không phải là đang phải loạn lạc, nhưng mà phải nói là Việt Nam mà đang ở trong một cái thời điểm mà gọi là trên thì không có luật mà dưới chỉ toàn là lệ đó, trên không luật mà dưới là lại đầy lệ, cho nên nó mới có cái chỗ để cho gian thương nó lộng. Chứ còn bên đất thị sĩ này mà tôi mời vừa thách vừa năn nỉ bà con qua đây quậy không phải dễ đâu. Các vị cứ biết cái là tôi kể ra một chuyện này nó hơi kỳ, nhưng mà vì lỡ nói nó luôn, có những cái mặt hàng mà Phật tử họ nói lại với tôi là như chả lụa gì đó của Việt Nam làm bên Paris đó, làm bên quận 13 mà muốn bán bên thị sĩ, các vị có biết không, phải đi giấu. Các vị có tin không, người trong room có biết cái chuyện đó không? Nếu mà trong room có người thị sĩ thì biết chuyện đó. Ở Ôn Tình á có một cái tiệm tiệm Việt Nam tên là tiệm Đại Thành Trung á, mà ở đó mà mình muốn mua chả lụa gì đó, mấy người Việt Nam muốn mua đó là phải vô hỏi bà chủ mới vô trong cái tủ lạnh, tủ đông lạnh nó lấy ra. Chứ còn mà nó là đã ghi rồi không có hàng the, à, chỉ có thuốc rầy gì đó thôi, ví dụ như vậy. Nhưng coi như là muốn bán phải bán lén, mà có mấy cái đòn chả giò mà làm chả lụa gì đó, à, mà còn phải làm. Chứ bên đây mà bà con đâu có màng mà hô biến phù phép ba xí ba tú ba sàm ba đế, cho nên gian thương thì rất cần một cái xã hội không có biết thượng tôn pháp luật. Gian thương rất cần một xã hội rõ ràng. Như có một thời các vị biết người ta bán đồ Mỹ ở Việt Nam, các vị có biết không, trước 75 á, là những cái đồ quân nhu quân tiếp liệu mà của quân đội Mỹ đó. Mà tại sao nó có những kẻ ngay thời chiến đất nước nhà tan máu đổ thịt rơi mà có những người rất là giàu, là tại sao? Là tại vì họ là gian thương, họ là áp phe, họ là đầu nậu đấy. Thì cho nên nó có những cái trường hợp cái người làm ăn đàng hoàng họ không muốn tranh thủ cái sự rối loạn của thiên hạ, nhưng mà kẻ gian thương, cái kẻ mà xấu xí xấu xa thường họ thích, rất thích cái sự rối loạn của thiên hạ. Và đó là chuyện bên ngoài, còn chuyện bên trong thì sao? Cái cơ thể của mình nó có vấn đề thì cái mấy cái bệnh nó mới vỗ tay nó reo hò nha. Còn nếu cơ thể các vị ok thì bệnh nào mà vô nổi, vì cơ thể có vấn đề thì các cái thứ vi khuẩn vi trùng nó mới vỗ tay reo hò. Và tâm đó là về sinh lý, về tâm lý cũng vậy, khi mà tâm lý ta có vấn đề thì nó mới nảy sinh những vấn đề tâm lý. Cái câu này nghe rất là kỳ nha, nhưng mà đó thì thật. Khi mà tâm lý có vấn đề thì các cái vấn đề tâm lý mới nảy sinh. Đấy, mà đó là sự thật. Tức có nghĩa là kỳ nhông nó là ông kỳ đà, mà kỳ đà nó là cha các ké, nhưng mà các ké nó là mẹ của kỳ nhông. Trong có rối ren á, của tâm sinh lý nó mới nảy sinh ra đủ thứ chuyện hết đó, nha. Tại khi tâm lý có vấn đề thì các vấn đề tâm lý nó mới nảy sinh, nó cứ tiếp tục, tức là trong cái sình nó mới ra lầy, mà nó càng lầy thì nó mới dễ tạo ra sình, mà sình càng nhiều thì nó mới dễ thành lầy. Các bạn nghe kịp không? Đấy. Cho nên cái bài kinh này nè, à, mình đọc phát qua mình thấy ồ đâu có mắc mớ gì chuyện tu hành đâu ta, cái lộn không à, xài bét, không phải chuyện MC cái lộn, mà nói sâu kinh hoàng. Cái bài kinh này sâu kinh hoàng, nội dung bài kinh này nói cái gì, có nghĩa là nước mắt thì nhà tan, mà khi nhà tan thì nước mắt. À, nhớ nha. Người Mỹ họ nói rằng khi mà home không còn á thì homeland cũng mất, có nghĩa là nhà tan á thì nước mất. À, home không còn thì homeland cũng mất. Homeland là hai mát đó, có nghĩa là cái xứ sở quê hương đó. Nước mất nhà tan, nhưng mà nhà tan nước mất nhà tan có nghĩa là sao? Có nghĩa là từng bộ phận dân chúng có vấn đề, có cái lòng bất mãn chính quyền, từng cái bộ phận dân chúng không còn niềm tin vào chính phủ. Trước mắt mình có quân đội, có cảnh sát, mình thấy nó ok, nhưng mà không có gì dễ sợ cho bằng ngồi trên đầu một cái đám người mà nó sẵn sàng, nó chờ mình rảnh nó kéo xuống để mà nó nha, nó bóp cổ cái đó. Cảnh giác nó dễ sợ lắm, nhớ nha. Cho nên khi mà một đất nước có vấn đề nó khởi đi từ từ đâu, từ từ từng cá nhân dân chúng. Khi trong cái tâm lý mình nó đã có nảy ra mà ra một một cái dấu tí dấu vết của vấn đề đó, thì từ đó nó sẽ có vô số vấn đề nó nảy sinh. Trong sinh lý cũng vậy, khi mà cơ thể có một tí trục trặc, chẳng hạn như ai đây đi làm răng thì biết,
cái răng nó phải dưỡng nó. Chứ nếu chỉ cần nó bị mẻ một chút nó dễ hư hơn những cái răng khác. Nhớ chỗ này, khi cái răng nó mẻ một chút thì nó sẽ dễ hư hơn những cái răng khác, bởi vì mẻ là gì, mẻ là nó mất đi cái chỗ men đó quý vị nha. Tâm lý, sinh lý, rồi qua tới xã hội, qua tới tôn giáo, đoàn thể, tất thảy đều phải có những cái lỗ mọi, những cái chỗ rò rỉ, mình gọi đó là những cơ hội xấu cho kẻ xấu để chuyện xấu mới có thể xảy ra. Mình gọi đó là địch phá ta nhiều mặt, nhưng mà thật ra nhiều khi chính ta đã tạo cơ hội cho địch. Không có cái thế lực thù địch nào mà nó đáng sợ cho bằng là chính bản thân mình đã tạo ra cơ hội cho địch nha. Để đừng ngồi đó mà chửi người ta là các thế lực thù địch, các thế lực phản động quốc tế. Thật ra không có thế lực nào ghê bằng chính mình hết. Rồi tiếp theo là kinh 242 nha, là phạm tội. 242 là kinh phạm tội. Rồi. Các vị chờ một tí tin nha. Ở trong cái râm này á, là nói rằng á, là trong cái kinh này, cái quyển này nó nói râm luôn. Ở trong cái kinh này á, nói rằng á, là một cái vị tỳ kheo mà nếu mà có cái lòng sợ tội đó, giống như là một cái người ngoài đời mà họ có cái lòng mà sợ pháp luật á, thì họ cũng sẽ không có dám phạm, nhớ nha, không dám phạm. Còn nếu mà một cái người một vị tỳ kheo, mà có cái lòng mà sợ tội đó thì cũng sẽ không có dám vi phạm các cái học giới. Thì đại khái chỉ vậy vậy thôi nha. Thì nói rõ ra thì có nói rõ thì bạn cũng là nói lực của tỳ kheo cho bà con nghe thôi. Thì cái pa la di là cái gì ta? Cái pa la di, pa la di đó là Parajika, Parajika có nghĩa là tiếng Việt Nam dịch là bất cộng trụ. Asang và xá là không thể sống chung với các tỷ kheo khác, nhớ nha. Còn thứ hai là cái tội tăng tàn bất bất trụ thì gồm có ba, nói chung là đây là các trọng giới nha, tôi nói chỉ tới gọn thôi, không cần phải giải thích nhiều chỗ này. Bà con thắc mắc thì xin online đọc trong Google, chỉ cần cái từ khóa, tức là keyword, cái cần từ khóa là giới bổn tỳ kheo thì tha hồ đọc. Nhớ nha, đây chỉ nói vắn tắt là dung bài kinh này thôi. Nội dung vắn tắt kinh này là nếu một tỷ kheo có cái lòng
Sợ tội như một người đời mà sợ pháp luật á, thì sẽ không phạm giới hoặc tối thiểu cũng sẽ xưng tội với chư tăng. Vậy thôi. Xưng tội ở đây có hai trường hợp. Một, xưng tội để được trong sạch trở lại. Trường hợp thứ hai, xưng tội để xả y trở thành một cư sĩ không có tiếp tục gây thêm tội trong cái màu áo tăng sĩ. Có ba cái trường hợp. Có ba cái trường hợp mà khó thoát địa ngục. Một là gì ta? Một đó là xúc phạm người trong cái gì đó, vu cáo người thanh tịnh, đó là số 1. Cái số 2 đó là một lòng hưởng dục không sợ hãi, cho rằng của mình á, mình hưởng thì vô tội. Cái hạng này là rất khó thoát, rất là khó thoát địa ngục. Nghe nó nhẹ nhưng mà nó rất là nặng. Ví dụ như giờ tôi đi buôn bán rồi tôi có tiền thì tôi hưởng, hoặc là tôi là ông sư mà tôi có uy tín, tôi có học trò đông, tôi có nhiều chùa thì người ta cúng dường tôi có quyền hưởng. Nhưng mà không, cái hạng cư sĩ mà một lòng hưởng dục, tu sĩ lòng hưởng dục mà cho đó là vô tội thì rất là khó thoát địa ngục. Rồi cái tội thứ ba có nghĩa là tiếp tục mạo nhận tỷ kheo khi mình không còn là một, không còn hoặc chưa phải là một tỷ kheo. Số 3 là tiếp tục mạo nhận tỷ kheo khi mình không còn là tỷ kheo hoặc là chưa phải là một tỷ kheo. Chưa phải có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình chưa có trải qua một cái giới đàn. Chưa có trải qua một cái giới đàn đúng luật, đúng như luật mà mình lại tự nhận là tỷ kheo, thì cái đó là một. Còn thứ hai là mình đã có thời mình từng là tỷ kheo, ok. Nhưng mà bây giờ mình phạm bốn cái ba la di, mình không còn là tỳ kheo nữa, và bằng cách nào đó đó mà mình là tiếp tục gieo rắc cho người ta một cái niềm tin là mình vẫn tiếp tục là một tỳ kheo, thì bốn cái ba trường hợp này thì rất là khó, rất là khó thoát địa ngục. Xin xem lại tăng chi ba pháp đã học, em còn nhớ hay đã quên? Biết có vị còn nhớ này không ta? Bảo mình học cái này rồi đó, dễ sợ cái rung nó quên sạch vậy đó. Tức là các vị vô đây là chỉ văn buồn ngủ thôi nha, văn buồn ngủ. Cho nên tôi mới có nhiều người họ đã đề nghị tôi thế này nè. Tại bữa tôi cũng tâm sự đó, tôi nói biết mình giảng họ có nghe không, cái họ mới nói đùa, họ nói thôi vô đây sẽ mượn cái này sẽ làm cái chỗ mà quảng cáo mà chăn mền, mùng mền chăn đệm đi, bởi vì đây là mấy người mà họ mất ngủ họ vô đây
Chứ còn mấy cái người mà có lòng học đạo không có vô thì chắc dân mới ngủ ngủ không được, mới vô đây thôi. Mình mượn cái này mình quảng cáo thì như là mền duvet của Thụy Sĩ, mà ở ngoài thì cô tông hoặc lụa, bên trong là độn lông thiên nga, mà cái loại 3 kg là bao nhiêu franc, tương đương bao nhiêu đô la, tương đương bao nhiêu tiền Việt, hoặc là những cái loại giường mà nệm của Thụy Sĩ đó. Rồi như áo gối bằng cái loại mà coi như tơ tằm, khăn trải giường đó. Đó chỉ có cách đó thôi, còn cách đó chỗ này đó, chỉ có cách đó là mới được. Chứ còn mà mình, cứ là tâm toàn là ngủ không mà, thì có cách mình đi mình rao bán ba cái đồ liên hệ tới ngủ là bọn đó là hốt bạc. Nhưng mà các vị còn nhớ không ta, tức là mình đã học ba cái này rồi. Mình học ba cái này rồi, tức là ba cái hạng người mà rất khó thoát được là địa ngục, dầu được tụng siêu độ mòn mỏ. Một là vu cáo, vu khống cái người thanh tịnh đấy, có nghĩa là mình ghét người ta quá là mình tìm cách mình nói xấu, mình làm cho người ta banh chạnh. Nhưng mà nếu như nếu đó là người thanh tịnh, chứ nó bày hày thì mình chỉ mang nghiệp khẩu nhẹ thôi. Nhưng mà nếu đó là người thanh tịnh mà chuyện người ta không có làm mà mình vu cáo là cái người này rất là khó thoát. Bởi vì mình không phải tấn công một cá nhân mà mình tấn công cả một cái thành trì thiện pháp, mình lật ngược càn khôn đảo lộn trời đất mà, đó là vu cáo người thiện. Còn nếu mà nói đúng như vậy thì thôi ok, nhẹ thôi, chỉ mang cái khẩu nghiệp thôi, khẩu nghiệp nhẹ. Rồi cái trường hợp hai đó là ung dung hưởng dục, không một lòng e sợ. Đó tôi đọc cái này tôi mới hiểu, ủa cái này tội gì ta. Nhưng mà tới hồi mà mình hiểu thêm một tí, mình coi nhiều một tí nữa, à thì ra cái trường hợp hai này đó khiến ta không còn không khiến ta gần gũi với cái bàn xanh hơn. Bởi vì chỉ có loại bàn xanh nó mới hiểu như vậy, chỉ có cái loại bàn xanh nó mới hiểu rằng nó là có bao nhiêu thì xài bao nhiêu. Chứ còn loài người đó, tôi biết tôi nói cái này rất là nặng nhưng mà đó là sự thật như vậy. Cái loài này, này tại sao nó nặng, là bởi vì nó khi gần với bàn xanh, có nghĩa là các vị biết con chó đó, khi nó đói nó là có cái gì là nó làm lát hết. Con heo mà khi nó đói rồi là nó làm lát hết. Mấy trong rừng này có biết chuyện này không, chỉ là người nào mà có Việt Nam, những người nó gian ác nó cắt cái khúc này ra, nó nói ông sư thuyết pháp mà sao kể toàn chuyện đời không. Nhưng mà nó khổ chỗ là nếu họ nghe từ đầu tới đuôi đó là minh họa nha. Các vị biết con heo nó ăn tạp lắm không, khi mà nó đã là heo tạ mà nó đói đó, nó tấn công cả con người. Các vị có biết chuyện này không, sẵn ở đây trong rừng có ai nuôi heo hoặc ở gần cái chuồng heo thì làm ơn nhớ dùm cái lời dặn dò này nha. Heo mà heo tạ đó mà khi chàng đói lên rồi đó, mà nhất là chủ vắng nhà rồi chủ nhờ mình qua coi giùm mà mình cũng vắng luôn đó, thì tới lúc mà mình vô đã có những người say rượu hoặc có những ông cụ bà lão mà chăm sóc heo đói đó, bị rồi mình vô đó mình trượt chân á là nó bu lại, nó phập là coi như chết nha. Cho nên nó là nhớ, cho nên cái loài bàn xanh nó đói rồi thì cỡ nào nó cũng ăn, nó không có biết cái gì hết. Nó chỉ ăn khi nó cần và cái gì có trước mặt thì nó ăn, đó là loài bàn xanh. Ăn khi mà cần và có món gì trước mặt, nó chỉ đơn giản ăn khi nó cần, nó chỉ đối với nó chỉ có cần thôi, khi nó cần và có cái gì đó là nó phập. Đó, thì lúc bây giờ mình hiểu như cái tập tính của loài loài thú, mình mới hiểu ồ thì ra cái điều thứ hai này nó giống như loài thú, nó biến con người thành là gần với loài thú, có nghĩa là cho rằng hưởng dục là vô tội, nhớ nha. Rồi cái điều thứ ba là sự mạo nhận, nhớ cái đó mạo nhận. Rồi xong như vậy tổng cộng là mình đã học xong được cái kinh này, đó là kinh kinh gì ta, kinh 242 nha. Rồi rồi tiếp theo đó là ngài nói rằng đó, cái lời dạy của ngài về tam học, lời Phật dạy á, lời Phật dạy
Giải là cái lời phải dạy của ngài đó, giúp cho đệ tử ngài. Giúp cái kẻ mà hành trì đó được thanh tịnh. Được thanh tịnh là gì nữa ta? Thân nghiệp và khẩu nghiệp. Đó là số 1. Cái số 2 đó là giúp số 2 các pháp thì chẳng đừng đừng có làm thuận. Giúp chấm dứt đau khổ. Cái số 3 là giúp sống an lạc với cái trí tuệ giải thoát. Cái số 4 tối thiểu cũng giúp ta sống tỉnh thức. Tỉnh thức với chánh niệm cho ra ba cái lợi ích. Một là gì ta? Cơ hội mà chứng thánh nhiều hơn người thất niệm. Rồi thứ hai nữa là sàng để chết chết lòng. Và cái ba đó, và thứ ba đó là gì ta? Cái thứ ba đó là kiểm soát được thiện ác bản thân. Đó là ba cái đó, nhớ nha. Phật dạy đó, nên trước hết đó là mình Phật dạy mình đó là giúp cho, thứ nhất đó là thân nghiệp khẩu nghiệp, tức là giới đó. Thứ hai là giúp hết đau khổ. Thứ ba, giúp hết đau khổ là chuyện khác, mà giúp an lạc là khác. Giúp hết đau khổ đó, tôi tính ghi mình biết rồi. Giúp hết đau khổ có nghĩa là không còn khổ vì mình thích cái này thích cái kia, đó là hết đau khổ. Còn cái giúp sống an lạc có nghĩa là cái cảm giác của người không còn cái đó nữa thì họ được an lạc đó. Hai cái đó nó gắn liền với nhau. Một bên đó là ngài giúp cho mình không còn như vậy nữa, và cái tiếp theo là nhờ cái không còn đó đó mình mới rảnh trí để mình được sống thanh thản. Cho nên có trường hợp mình kể kể rõ, có trường hợp ngài kể rời, kể rõ, có trường hợp ngài kể chung nha. Như trường hợp này này ngài kể 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 rời ra, chấm dứt là khổ, là không còn phiền não nữa. Không còn phiền não thì ta mới có thể sống bằng tâm thánh. Không còn phiền não không còn phiền não thì ta mới có thể sống bằng cái tâm thánh. Mà cái tâm thánh á an lạc nhờ không còn thích ghét đó. Nó được cái chỗ đó, không nhờ ăn nhờ buông hết. Ô hít tá pha rô, gánh nặng đã đặt xuống, việc nên làm đã làm. Katakaraniyo, việc nên làm đã làm. Thì cái thánh tâm nó an lạc, an lạc ở cái chỗ là ta thánh tâm an lạc ở chỗ là không còn gì thích, không còn gì ghét, cho nên không còn có cái sự mong đợi, không còn có cái sự trốn chạy. Mà ai không còn gì để mong đợi, không còn gì để trốn chạy đó, nếu là kẻ phàm phu á thì mình gọi đó là vô vị. Phàm phu
gọi cái những cái phút giây không có gì á theo đuổi hay trốn chạy á là vô vị. Vì phàm phu á, vì phàm phu ra còn có vô số thứ để thích và ghét. Đó. Thánh nhân không còn thích ghét nên những cái giây phút ấy được các ngài đó xem là an lạc. Muốn ăn mà không được ăn, không được ăn ngay, khác với trường hợp không muốn ăn và cũng không thấy đồ ăn. Hai cái này nó khác nhau nha. Muốn ăn mà không được ăn nó khác với trường hợp không muốn ăn và cũng không thấy đồ ăn. Chẳng hạn như hiện giờ tôi, hiện giờ nè, là cảm giác tôi hiện giờ, nếu mà nói về chuyện ăn uống hiện giờ tôi rất là hạnh phúc, là hiện giờ tôi không có đói. Ngay giây phút này, right now, right here, tôi không có đói. Và các vị tưởng tượng mình không có đói mà mình gặp cái dĩa này rồi dĩa kia mà nó bày ra nó ngán dữ lắm. Cho nên bây giờ mình không đói mà mình nhìn quanh trên bàn, mình chỉ thấy có một cái chai nước, một cái hộp đựng bút, một cái máy mình đang giảng, quá sung sướng. Một cái máy đang giảng, một cái chai nước và một cái hộp bút trên bàn, cuốn sổ tay rớt trao xuống đất rồi, rồi xong, giờ là yên. À, trong khi đó có nghĩa là zero, nói về đồ ăn thì gì nó đang là zero đó, nhưng mà tôi thấy hạnh phúc là bây giờ thật sự được bụng, tôi không muốn ăn. Rồi, nhưng mà trường hợp hai, tôi muốn ăn nhưng mà tôi nhìn quanh không thấy có cái gì để ăn, thì trường hợp đó là lại khác. Tôi gọi đó là một bi kịch, là một tai nạn, là một thảm cảnh. Các vị có hiểu không? Bi kịch, tai nạn và thảm cảnh. Tôi nói nó hơi nặng nhưng đó là sự thật. Muốn ăn mà không có gì để ăn thì đó là bi kịch, đó là tai nạn, đó là thảm cảnh. Đấy. Trong này, trong khi tôi không muốn ăn cho nên tôi không thấy đồ ăn, đó là cái phúc. Đó, vị thánh cũng vậy. Kẻ phàm phu khi mà thấy không có, kẻ phàm phu mà khi nghe nói đời sống mà không có gì để theo đuổi, không có gì để trốn chạy, không có gì để đấu tranh, không có gì để giành giật, không có gì để vượt thoát, thì kẻ phàm phu nghe như vậy họ thấy nó vô vị, nó chán nản. Vì sao? Vì tận đáy sâu trong lòng của họ đó, họ chưa bỏ được cái thích và ghét. Còn thánh nhân họ không còn cái gì để thích và ghét nữa. Mà tại sao? Là vì họ hiểu 4D, họ thấy mọi thứ là khổ. Thích hay ghét cái gì đi nữa cũng là thích ghét trong khổ. Họ hiểu rốt ráo điều ấy bằng cái trí tuệ thánh nhân. Cho nên khi mà họ không còn thích, không còn ghét, họ nhìn mọi sự mà nó, một nhìn một ngày mà không có gì đó, họ thấy ngày đó là ngày an lạc. Đại khái như vậy. Cho nên ở đây mình thấy là ngài giải thích rằng hành tùy theo lời của ngài đó, mình được chấm dứt các khổ đã đành, mà ngài nó cũng nhờ hành trì lời của ngài mà ta được an lạc. Ta an lạc, cái an lạc không giống như thánh, không giống như phàm phu. Phàm phu an lạc là vì họ có được cái họ muốn và họ né được cái họ ghét. Phàm phu hạnh phúc vì có được cái thích và tránh được cái ghét. Thánh nhân an lạc vì không còn gì để thích hay ghét. Hình như nó hơi khác nhau. Tôi thấy hình như nó hơi có khác nhau trong cái chỗ này. Hình như nó có một cái khác nha. Phàm phu hạnh phúc là vì có được cái thích và tránh được cái ghét. Còn thánh nhân an lạc là vì không còn gì để thích hay ghét nữa. Hai cái này khác nhau xa lắm. Cái kiểu hạnh phúc của phàm phu nó rất là mong manh. Là vì sao? Là vì còn thích còn ghét thì em hứa rằng thế nào sẽ có một lúc không có được cái thích
tránh không được cái ghét là đương nhiên nó khổ. Quá wow, nó kẹt cái chỗ đó. Cái hạnh phúc của phàm phu nó có vấn đề và nó rất là mong manh, là bởi vì sao? Là vì nó còn dựa trên nền tảng của thích và ghét. Và tôi nói không biết là bao nhiêu lần, tôi nói cái thích anh nằm ở đâu thì cái ghét nằm lùm lùm, nó núp lùm, nó nằm kế bên cạnh đó chứ không có xa. Bởi vì cứ nghe nó thích mát mẻ là biết thằng cha này kỵ nóng nực, cái thích rộng rãi là thằng cha kỵ cái chật chội. Cái đó là cái luật của vũ trụ nha, hai cái này nó không có rời nhau. Cho nên cái hạnh phúc và đau khổ của phàm phu nó cứ dựa vào thích và ghét là chết rồi. Phàm phu hạnh phúc là vì tránh được cái mình muốn tránh, có được cái mình muốn có. Còn thánh nhân họ an lạc là vì họ không còn thích nữa, không còn ghét nữa, cho nên họ an lạc là vì họ rảnh tay. Còn phàm phu mình an lạc là vì sao? Là vì mình có cái gì đó cầm trên tay, hoặc là mình mới vừa luyện được cái món gì đó từ bàn tay. Như vậy là không được. Cái an lạc của thánh nhân nó sạch sẽ hơn, thoải mái hơn nhiều. Rồi tiếp theo là cái kinh 244. 244 chết rồi, hết giờ rồi. Hẹn các vị lại ngày chủ nhật nha. Chúc các vị một ngày vui. Chúc mình vui. Mấy kinh sao rất là dễ, ví dụ như là kinh cái dáng nằm, cái cách nằm của mình, rồi những hạng người đáng được dựng tháp, rồi điều kiện tăng trưởng trí tuệ, rồi có bốn cách nói. Ồ, là rồi. Như vậy thì chủ nhật ta sẽ học và phẩm thắng trí, bắt đầu từ kinh 251 sau khi điểm sơ nội dung của loạt kinh vừa nhắc. Chủ nhật ta sẽ học phẩm thắng trí, bắt đầu từ cái kinh 51 sau khi điểm sơ nội dung loạt kinh vừa nhắc. Rất là mềm, bà con hoàn toàn có thể hiểu, không cần giải thích, mình chỉ điểm sơ cho vui rồi. Như vậy thì từng sau chủ nhật mình sẽ học kinh phẩm thắng trí. Sẵn đây nói cho bà con vui là không có lớp này bà con rất lười, không có siêng mà đọc suốt mùa nguyên từng bộ kinh. Thứ hai, thiếu siêng đã đành mà lại thiếu hiểu, gọi là khi mà hiểu không được nó cũng nản. Còn đằng này nếu mà con theo đuổi cái lớp này đó 1 năm 2 năm đó, thì nghe một cách thụ động, giống như hút thuốc thụ động vậy đó, là second hand smoking, nó cũng đọc như cái người hút thuốc vậy. Tôi ví dụ vậy nó hơi khập khiễng, nhưng mà cái room này nó hơi trời ơi, mà ví dụ kiểu nó không hiểu. Có nghĩa là nghe kiểu thụ động, có nghĩa là mình cứ nằm trên giường mình ngủ được lúc nào mình ngủ, có người cứ ru mình ngủ bằng cái điệu ru của Phật pháp, kệ nó, đi vào giấc ngủ với một cái lời lành mà. Nhưng mà nếu không ngủ thì bà con cứ nghe kiểu thụ động này nè, trong 1 năm 2 năm thì 10 năm cũng hết kinh nha. Nó hết kinh là hết được rồi, để coi tương ưng hết rồi, trường bộ hết rồi, rồi tương ưng xong là chúng tôi sẽ giảng trung bộ. Trung bộ xong tôi sẽ dành thời gian để nói về năm bộ sau đây, đó là cái bộ gọi là Chu Lá Ních Đề Xá, Ma Hà Ních Đề Xá, Pa Tí Xăm, Phi Đà Mắt Gá, rồi sớ giải của hai bộ bộ gì ta, Thâm Ma Sang Gani và Quý Phần Gá. Không biết là mình có đủ cái điều kiện, chứ nếu mà được cái này rất là tốt. Nhớ nha, có nghĩa là bộ Chu Lá Ních Đề Xá, Ma Hà Ních Đề Xá là 2, Pātisamhita là 3, và chú giải của hai cái bộ Thammasangani và Quý Phần Gá là 5, tổng cộng là 5. Và đây vẫn là 5 bộ sách đầu dường của chúng tôi. Đầu dường nó có nghĩa là nhiều khi chúng tôi giảng nhưng mà có cái chỗ gì mà cần tra lại đó, chúng tôi cũng sẽ quay trở vô để mà đọc. Chẳng hạn như bà con có ngờ được rằng hai cái chú giải A Tỳ Đàm á, bộ Sangani và Quý Phân Gá là được bên Phật giáo Miến Điện á, chỉ mà tôi biết được là bây giờ tôi cũng đọc thôi, là bên Phật giáo Miến Điện họ xem là năm, họ xem ba cái cuốn này nè, họ xem cái cuốn Bát Sa Phi Đa là 1,
Di cú quy phạm, chú giải quy phạm hay chú giải tham sanh ni, coi ba cú này giống như là cái gì ta, kiến thức giáo lý bắt buộc cho một cái vị sanh. Tại vì tôi đọc của các ngài là vị nào cũng phải trích dẫn cái dòng dòng có nhiêu có ba quyển này thì nói ra không khéo nhưng lại sao hiểu lầm, tưởng là chắc Phật pháp nghèo có nhiêu là không phải. Đây là ba cái quyển gọi là chìa khóa để đi vào những chỗ khác nha, đây là ba quyển. Cho nên sẵn hôm nay tôi nói luôn, nếu bà con có khả năng tự nhiên quá tốt, nhưng mà ít ra cũng có người gợi ý cho mình nha, gợi cho mình, gợi cho mình. Chứ còn có, chúng tôi cũng từng nghe một cái gợi ý khác là có một câu hỏi làm sao mà có được cái cẩm nang, có được chìa khóa nghiên cứu, thì có một vị đã trả lời thế này, đó là thắng pháp tập yếu rồi đức Phật và Phật pháp rồi thanh tịnh đạo rồi cái gì nữa tôi quên rồi nè. Tôi quên rồi, nhưng mà đại khái nó là mới đây thôi. Có một vị đã trả lời Phật tử đây, mà sẵn đây tôi nói luôn là Tát Pháp Tập Yếu là cái người cái thanh tịnh đạo thôi. Hai quyển này nếu mà quý vị mà đọc hiểu thì thôi, có vị cũng dẹp cái lớp này luôn. Nhưng mà sẵn đây tôi linh gửi có một cái website nền tảng Phật giáo rất là đáng nghiên cứu nha, rất đáng nghiên cứu, đều toàn gồm các cái công trình nghiên cứu phải nói là tinh hoa của ngài Hộ Pháp Núi Dinh, nhớ nha. Nếu các vị là mẹ ruột, cha ruột của tôi, là con, là em, là người thân nhất của tôi, nếu tôi là người đời mà quý vị là bà xã của tôi, thì tôi cũng một lòng trước sau như một, thiết tha kêu gọi vật này năn nỉ lăn xin cầu khẩn. Các vị phải đọc cho bằng được các cái công trình dịch và soạn của ngài Hộ Pháp. Chịu khó đọc. Thậm chí bà con tìm cái người nào có giọng đọc tốt, nhờ họ ghi âm cho, rồi cứ nghe ra rã, nghe suốt suốt suốt, vừa nghe cái đó mà vừa học các cái râm này, thí dụ như vậy nha. Nhưng mà không thể nào mà bỏ được mấy cuốn ngày Hộ Pháp nha. Tức là tôi nghi ngờ Phật chất của bất cứ cái người Việt Nam nào gọi là không đọc ngài Hộ Pháp, và tôi chưa hề ăn cái gì của ngài để mà tán tụng ngài, không có, và ngài cũng chẳng biết tôi là, và ngài nếu ngài có thương tôi ngài cũng chẳng cho tôi được cái gì nha. Nhưng mà phải đó, tôi nghi ngờ cái Phật chất, có nghĩa là cái người đó có vấn đề rất là nặng, cho nên là họ không đọc là không được. Rồi, chúc các vị một ngày vui, và lâu lâu hãy nhớ chừng cái gì thì nhắc bà con cái đó. Rồi, giờ bye bye.